Đây, các bác chuẩn bị sẽ có video theo dõi cặp lờ một xíu xéo Horizon nha. Trong dịp Tết thì có bác hỏi em có hàng mà đang về thì hẹn bác là mở hàng đầu năm. Thì chúc tất cả các bác cùng anh em ở mọi miền Tổ quốc với niềm đam mê audio có một năm 2021 nó suôn sẻ hơn, làm anh phát đạt hơn. Đây là cặp lờ một xíu audio nha các bác, rất là đẹp nha, rất đẹp. Từ từ em sẽ bật mí ở một video khác. Và đây là cặp L100 Canturi cũng rất là đẹp, sẽ có giá rất là tốt cho các bác. Thì em sẽ báo giá luôn, L106 Horizon sẽ có giá tốt cho các bác là trong đầu năm em sẽ bớt 500.000, thì các bác sẽ biết nó còn giá bao nhiêu rồi. Và cặp L100 Canturi cũng vậy nhá, sẽ bớt 500.000. Và đây là hai cặp L26 này, được cát nha các bác, hai cặp L26 được cát rất là mới luôn. Hai cặp này thì rất là đẹp rồi, giá là 11 triệu một cặp. Và đây là những con súp Mỹ Freebie bản 25 cũng sẽ có giá tốt để phục vụ các bác. Mỗi sản phẩm em sẽ bớt chút đỉnh cho các bác chơi và các bác mua được giá nó tốt, hợp lý, hàng đẹp, chất lượng. Và có cả L100 nữa nha các bác, L100 sẽ có giá tốt nữa. Sẽ giảm những cặp loa sẽ giảm 500.000 cho các bác khai xuân. Và đầu năm các bác mua hàng bên em sẽ được lợi ít và luôn bao ship nha. Thứ nhất là các bác mua sẽ được giảm giá hợp lý, và thứ hai là bao ship cho các bác, các bác không cần phải chịu một cái phí nào hết, nên bên em chủ động tính tiền ship luôn cho các bác. Để theo dõi kênh của em, các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm và video nó bổ ích. Video mang xem có thể giải trí, có thể là mình có những kiến thức mới về những cặp loa com ly, về thông số kỹ thuật của nó, để chúng ta trao dồi và đưa đến những kỹ thuật chơi nó hợp lý, mua nó chuẩn, về gift cho nó nghi hài hòa, âm thanh nó tuyệt vời hơn. Thì em Chiến dừng video và sẽ có video mới cho các bác nha. Chào tất cả các bác cùng anh chị anh em các chú ở miền Tổ quốc.